Rồi, hôm nay Minh Hiếu sẽ đàn bài sắp đến Tết rồi với phiên bản là không cần nhìn vào sách và nhắm mắt lại luôn, không nhìn vào cái đàn guitar luôn, không nhìn vào hai tay luôn. Nếu mà Minh Hiếu hoàn thành thì thầy Đồng sẽ tặng Minh Hiếu một bạn gấu, à lộn, bạn mèo. Rồi, chuẩn bị nha, nhắm mắt lại nha. 2, 3. Rồi, một bài nữa khuyến mãi cho thầy Tùng nha, nhắm mắt lại. Quá giỏi luôn. Con không đàn nó sai rồi luôn á. Tặng con. Uy tín luôn, chất lượng đúng không? Bắt tay. Hợp tác vui vẻ.